Chào anh em, đêm nay em sẽ lên 4 mẫu dạ quang và đây cũng là những cái mẫu mới về. Chính vì vậy mà em sẽ không có sale. Hồi giờ mà sale gì nữa. Tối rồi. Thôi, đây. Mẫu đầu tiên nè. Đây là một chiếc Orient và cái con này ban đêm á mang xem giờ cũng dễ dễ thấy giờ ghê lắm. Con này cái kiểu của nó là kính, cái kính của nó rất là trong mà ban đêm á xem giờ nó sáng lắm. Con này màu cũng rất là đẹp. Rồi, chiếc thứ hai là một con Seiko Titanium. À, hình như là Wired. Wired Titanium thì đúng hơn. Đó, hai con nha. Hai con đây độc lạ nè. Adidas. Form cực kỳ là độc lạ. Em tính để ngày mai lên luôn nhưng mà em thấy mấy con này dạ quang khá là sáng cho nên là em quay dạ quang. Rồi nếu như mai sáng mai mà em chưa có ai chốt thì em sẽ quay lại cái ban ngày để anh em thấy rõ những cái màu sắc cũng như là cái rõ nét hơn. Và đây cũng là một con wireless mà mới gần như là 100% luôn, rất là đẹp. Rồi, ok. À, đây là em Orient. Mặt con chiếc này á, thì mặt nó là màu xanh biển và con này nó thiết kế cái cọc số rất là đẹp nha. Rút ra một nấc là mình xoay lên để mình chỉnh chỉnh ngày nè. Hôm nay là ngày 8. Rồi. À, bây giờ là 8 giờ 30. Thôi ok. 8 giờ 31 phút nè. Đó. Con này về độ mới thì miễn bàn nha. Liên kiên xà beng luôn. Nói chung là không có gì để chê. Con này có cái hộp nữa nha. Có cái hộp Orient hộp zin luôn á. Đây nè, bản này là bản nội địa nè, made in Japan nè. Nói chung ban đêm thì cái ánh đèn nó hơi chói cho nên là anh em sẽ khó quan sát. Sáng mai ví dụ như anh em cứ nhắn tin cho em rồi ngày mai em sẽ chụp hình ban ngày để anh em thấy rõ hơn. Nhưng mà con này thật sự mà nói thì nó rất là đẹp và độ mới nó cao. Hay size 43. Rồi. Ok. Chiếc này em sẽ để cho mấy anh em giá là 1.750.000. À, 1.680 đi. Rồi ok, chiếc này sẽ để cho anh em giá là 1.680. Coi như là bớt thấy lọc những cái sản phẩm mới về. Đây, chiếc thứ hai là chiếc Wired. Đây là một cái mẫu của Seiko, cũng không không khác gì Seiko là mấy. Rồi em có một chiếc Seiko đâu rồi ta? Đây đây là một mẫu, đây là cũng là một mẫu của Wired nè. Hai chiếc Wired này rất là đẹp nha. Có cái con Seiko size 35 y chang luôn. Rồi để em lấy cho anh em nhìn thấy. Đây rồi. Đây nha. Nếu mà thật sự mà nói mà nhìn mà công tâm luôn á là em này thiết kế đẹp hơn rất là nhiều. Những cái màu sắc cũng như là bộ kim này rất là đẹp. Còn Seiko thì dĩ nhiên là nó là ăn tiền ở thương hiệu và chính vì nó có rất là nhiều các cái chi phí để lo cho nên thì nó với cái tầm giá như vậy thì không thể nào nó có quá nhiều cái sự lựa chọn.
Tuy nhiên Juarez là một cái thương hiệu ở bên ngoài, một cái thương hiệu nhỏ, nó sẽ mua, nó sẽ phối hợp với lại Seco mua máy của Seco gắn vào cái thương hiệu của mình, cho phép cái độ bền của sản phẩm rất là tốt. Mà bên cạnh đó nó sẽ đầu tư vào khâu thiết kế. Chính vì vậy mà các sản phẩm của Juarez, đặc biệt là các sản phẩm của Juarez rất là đẹp trong khâu thiết kế. Chiếc này là full titanium luôn, chính vì vậy mà nó rất là nhẹ, dành cho anh em mà yêu thích sự nhẹ nhàng, cũng như là anh em nào bị mồ hôi muối thì những cái mẫu như vậy rất là phù hợp. Rồi, ok. Con này là size 38, chưa núm. Nói chung là size 38 là máy nem tay vừa vừa là thích lắm. Nói chung qua rét thì không có gì để chê đâu. Rồi, ok. Con này sẽ có giá là 950k. Nó là ba cốt 6 kim mà còn nguyên tem đáy nè, khá là mới nha. Ba cốt 6 kim và sửa là kim chrono. Rồi, ok. Đây, con Juarez lúc nãy, đây là chiếc Juarez mà em có up trên Zalo nè, cũng là titanium luôn. Đây, hai con này thì tính ra con này màu đẹp hơn con này một chút nha. Nên con này là sẽ cao hơn con kia 100k, đó là 1050, tại vì con này size nó cũng to hơn con kia nữa. Con này là size 40 nè, 41 nè, 41 chưa nụ nè. Mà cái con này là thiết kế rất là đẹp nè, anh em thấy cái núm nè, đó cái núm nó đẹp lắm. Cái núm của con này nó vẫn có cái lô cái khắc cái thương hiệu của hãng này, và cái nó vác viền đẹp ghê lắm. Như cái núm này thì anh em là mình nhìn quen rồi, mình gặp nhiều rồi đó, núm nè, thấy chữ quy nè. Còn cái núm này là nhìn nè, đó, rất là đẹp, rất là độ hoàn thiện rất là tốt. Màu xanh của nó. Con này là cũng con này là tính ra 7 kim luôn nè, thấy không? 1 2 3 4 5 đúng rồi, con này là 7 kim nha, chứ không phải 6 kim nha. Đó. Quá đẹp luôn. Con này có 1050 à. Hở rồi. Rồi, ok. Đây, thêm một con Juarez nữa. Dây nè. Đây là cái chiếc mà lúc nãy em nói là gần như mới. Gần như mới là 99% luôn á. Không khác gì mới luôn. Cái con này á, nó có cái hay đó là nó khắc những cái chữ nè. Cái chữ màu xanh này nè, nó in ở trên kính luôn. Nó in ở trên mặt kính luôn. Và con này máy rất là xịn nha, sử dụng máy kim trôi, kim chrono trôi nè. Và cái đặc biệt là con này nó thiết kế bộ kim đẹp lắm. Đây cả nhà. Kim giờ và kim phút như là nó khác màu nữa luôn á. Kim phúc là màu xanh nè, kim giờ màu trắng nè, còn cây kim chronoi đang dài trôi á thì nó là cái đầu nó có màu xanh nè. Dạ quang sáng con này thôi chứ quá đẹp, thì có thể nói là quá đẹp. Cái viền của nó là kiểu bát quái, nó không có giống như là mấy cái viền hình tròn khác. Nguyên zin toàn bộ luôn. Con này thì giá hơi cao nha, tại vì cái form của nó khá là độc. Và con này là xài máy chrono kim trôi cho nên là giá nó cũng khá là cao. Đó là bộ máy cao cấp của hãng Seco size 44 nè. 6 kim chrono trôi. Rồi, ok. Con này giá sẽ là 1.380k nha. Size 44.
Rồi cuối cùng là một em đồng hồ cực kỳ độc, bao độc luôn, và đặc biệt độ mới siêu cao. Đây. Để chưa, mấy chiếc này là mới về á, em tính là để mai sáng mai mình lên á, mà tối nay em lên trước luôn. Sáng mai mà anh em chưa chốt kịp thì em sẽ quay lại ban ngày để anh em nhìn thấy sản phẩm rõ hơn. Con này phối màu thì thôi chứ quá đẹp và dạ quang cũng rất là sáng. Hai thép đúc không gỉ toàn bộ nha. Đây, cái đây là cái đáy và rất là nhiều các thông số này. Made under license from Adidas International. Có nghĩa là sản phẩm này đã được đăng ký bản quyền bởi công ty Adidas toàn cầu. Cái nghề hầm hố quá, sợ quá. Japan Movement. Rồi ok. Điểm nhấn ở chiếc này là nó sử dụng ba cái cốt ở trên đầu. Kim này là kim kiểu 1/20 nè, kim này là kim dây của bộ Chrono, còn kim này chắc là kim kim Phúc. Đúng rồi, kim Phúc. Còn có lịch lọc nó 4 giờ. Rồi, ok. Quá là đẹp luôn. Con này không những đẹp mà độc và rất là hiếm nha, màu ok lắm luôn á. Rồi, chiếc này size 40 mấy ta. Rồi, size 42.7. Con này dày hơi ngắn như sao á. Lên tay khá là đẹp á. Càng rất là ôm. Con này gần như là càng rất là ôm nè. Càng rất là ngắn mà ôm, cho nên là tay em 39 mà đeo khớp luôn. Chiếc này thì size tay chắc cỡ 16 năm là hết rồi. Dày hơi ngắn rồi ta. Con này chắc cỡ 16 năm 17 là hết. 17 đổ về nha anh em. Khó zin nè. Rồi ok. Thôi, con này em sẽ để cho mấy anh em giá là 1.530.000, và ngày mai em sẽ đi kiếm thêm một mắt thừa cho chiếc này. Con này còn dài. Đây nè, hiện tại là nó đang ở cái mắt cuối cùng nè, em chỉ cần nới ra 4 nấc như 3 nấc đầu tiên như vậy là nó dài lắm. Rồi ok. Vậy là con này tay có 18 chơi được á. Rồi ok, tối nay em lên 4 chiếc, 5 chiếc như thế nha. Rồi, bye anh em.